Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Quốc phòng tuần dân. Nội dung lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Mời các đồng chí và quý vị theo dõi. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Đây là chân lý thiêng liêng cao cả của dân tộc Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong thư gửi đồng bào Nam Bộ, đăng trên báo Cứu Quốc số 255 ngày 1 tháng 6 năm 1946. Thấm nhuần lời Bác dạy, quân đội ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội trong tình hình mới. Quan tâm lãnh đạo tốt việc xây dựng mối đoàn kết, gắn bó cán bộ chiến sĩ giữa các vùng miền, giữa người Kinh với người dân tộc thiểu số. Chăm lo bồi dưỡng nâng cao chất lượng huấn luyện đối với bộ đội là con em dân tộc ít người, vùng sâu vùng xa. Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, làm tốt công tác dân trận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch gây chia rẽ giữa các dân tộc anh em, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Chính trị Quân khu 7 đã tổ chức hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi lực lượng vũ trang Quân khu 7 năm 2018. Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và gần 200 cán bộ hội phụ nữ trong toàn lực lượng vũ trang quân khu. Hội thi thu hút 60 thí sinh là cán bộ hội viên phụ nữ đến từ 12 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc lực lượng vũ trang quân khu 7. Tham gia hội thi các thí sinh tranh tài ở 3 phần thi, gồm kiến thức về truyền thống của phụ nữ Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam, quân khu 7, về công tác hội phụ nữ, dân số, gia đình, trẻ em, thi năng khiếu về văn nghệ, thể dục thể thao, khéo tay, thi ứng xử giải quyết các vấn đề thường gặp trong công tác vận động phụ nữ, công tác hội và các lĩnh vực của cuộc sống, gia đình liên quan đến phụ nữ, vai trò của phụ nữ. Hội thi lần này của chúng ta nhằm bồi dưỡng những kiến thức hiểu biết cần thiết cho cán bộ hội, đồng thời cũng tạo điều kiện sân chơi để cán bộ hội trao đổi học tập, nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong cuộc sống và tổ chức các hoạt động của hội, tạo mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp gắn bó giữa hội phụ nữ các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu, và khích lệ động viên cán bộ hội viên phụ nữ không ngừng hăng hái, tích cực, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau hai ngày tranh tài sôi nổi ngày 29 tháng 5 năm 2018, hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi lực lượng vũ trang quân khu 7 năm 2018 đã bế mạc. Chung cuộc, hội phụ nữ cơ sở sư đoàn 302 xuất sắc giành giải nhất hội thi. Đồng giải nhì thuộc về hội phụ nữ các đơn vị, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban tổ chức cũng đã trao 7 giải ba cho các đơn vị, trao tặng 6 bằng khen cho các tiết mục tài năng và phần thi ứng xử xuất sắc. Kết quả của hội thi cho thấy tiềm năng của lực lượng cán bộ hội phụ nữ quân khu 7 là rất lớn, góp phần tích cực xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 7. Vừa qua, tại Đại đội Pháo binh 38, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn pháo binh năm 2018. Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, dự và chủ trì khai mạc tập huấn. Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là trợ lý binh chủng, Ban Chỉ huy quân sự các quận thành phố và các đại đội trưởng, các đại đội pháo binh trong lực lượng vũ trang tỉnh. Nội dung lớp tập huấn gồm có bồi dưỡng thống nhất những nội dung về công tác tham mưu tác chiến, phương pháp tổ chức huấn luyện, sử dụng máy tính bắn, chỉ huy bắn các bài bắn pháo binh, yếu lĩnh động tác bắn, sửa bắn bài 1, cối 82. Lớp tập huấn nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng huấn luyện pháo binh năm 2017 và nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng huấn luyện pháo binh năm 2018 cho cán bộ các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra diễn tập, hội thi hội thao các cấp, góp phần xây dựng lực lượng pháo binh tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng đề nghị các đồng chí tham gia lớp tập huấn nghiêm túc chấp hành thời gian học tập công tác và các quy định, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tham gia tập huấn.
Đối với đơn vị pháo binh 38, đảm bảo chỗ ăn nghỉ cho các đồng chí tham gia tập huấn, sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoàn thành tốt mọi công tác hậu cần trong suốt quá trình lớp tập huấn diễn ra. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tổ chức họp báo về việc ban hành quyết định về đề án tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố. Đến dự có Thượng tá Hoàng Lưu Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong những năm qua thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của nhà nước theo luật đầu tư, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu phát triển nhanh, hình thành nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong đó các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cao, thu hút số lượng lớn người lao động trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ vào làm tại các khu công nghiệp. Mục tiêu của đề án nhằm tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp với số lượng hợp lý, lấy xây dựng chất lượng chính trị, độ tin cậy là chính, được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự, nâng cao khả năng hoạt động sẵn sàng chiến đấu, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, công tác vận động quần chúng và lao động sản xuất, là lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng của người lao động, chủ doanh nghiệp, tài sản của nhà nước và doanh nghiệp. Đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp sẽ được tổ chức biên chế với quy mô cấp tiểu đội, trung đội, gắn với phân xưởng, ca kíp sản xuất để tổ chức đơn vị tự vệ. Nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562, dương lịch 2018, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thượng tá Phạm Quang Phượng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã tổ chức đoàn đi thăm các chùa, ni viện trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm chùa Long Quy, khu phố Long Quyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, chùa Đại Tòng Lâm và ni viện Thiện Hòa thuộc phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Đây là hoạt động nhằm xây dựng sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, nhất là tăng cường đoàn kết quân dân, đoàn kết tôn giáo, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, góp phần tích cực đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc. Tại các điểm đến, Thượng tá Phạm Quang Phượng thay mặt đoàn có lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc đến chư tôn đức tăng ni, ban trị sự các chùa, ni viện, mong muốn tăng ni Phật giáo tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa trong các công tác xã hội, đồng thời sống tốt đời đẹp đạo. Thưa các đồng chí và quý vị, trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ là một lực lượng đóng góp công sức quan trọng cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Nhằm ôn lại truyền thống của cơ quan Hội Phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, gắn bó keo sơn, quan tâm chăm lo, giúp đỡ lẫn nhau của cán bộ, nhân viên cơ quan Hội Phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ sau ngày đất nước thống nhất. Vừa qua, tại thành phố Vũng Tàu, Ban Liên lạc Phụ nữ khu Đông Nam Bộ đã tổ chức gặp mặt cựu cán bộ cách mạng phụ nữ khu Đông qua các thời kỳ. Trong phần cuối chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi ghi nhận về buổi gặp mặt này. Những cái ôm siết chặt, những lời thăm hỏi ân cần, những đôi bàn tay hằn rõ những nếp nhăn, dấu ấn của thời gian, nắm chặt như không muốn rời, và cả những giọt nước mắt vỡ òa trong ngày gặp lại. Không khí xúc động và ấm áp thân tình của buổi gặp mặt cựu cán bộ nữ khu Đông Nam Bộ. Các cô, các dì, sau hơn 40 năm đất nước giải phóng, mái tóc xanh năm xưa giờ đã bạc trắng. Có những người trắng mặt vì lý do sức khỏe, có người đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Các mẹ, các dì như sống lại với không khí năm nào, với tình cảm đồng đội, đồng chí, chân tình, ấm áp. Bây giờ nay ba mấy năm rồi hả? Cô thấy... Đúng ra cũng có người mình gặp thường, cũng có người thì lâu lắm mới gặp, mừng lắm. Nhưng mà ai còn sống thì mừng hơn, đúng không? Chết nhiều lắm. Rất là phấn khởi. Giờ nói chung là cũng như về gặp chị em, bạn bè hồi xưa về thì nói chung là tâm sự lại cái quá trình gian khổ á, thì trong lòng vui lắm. Không khí như lắng động trong hoạt cảnh phụ nữ khu Đông Nam Bộ, khắc họa hình ảnh của các nữ cán bộ chiến sĩ khu Đông Nam Bộ gian lao mà anh dũng qua các thời kỳ. Các tiết mục múa hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, tôn vinh truyền thống đấu tranh cách mạng bất khuất, kiên trung của chị em phụ nữ trong kháng chiến. Rất vui nhưng mà cũng vừa rất buồn. Rất vui là gì đã không ngờ
cái tổ chức hôm nay mà Bà Rịa Vũng Tàu nó tổ chức theo ý kiến á, mong muốn của là thường trực phụ nữ của tỉnh. Buồn là gì á, trong cái cơ quan của phụ nữ miền Đông đó số chết cũng rất nhiều, do đó mà giờ phút này không có mặt mấy chị em đó. Buổi họp mặt càng thêm ý nghĩa khi được đón những vị khách đặc biệt, đó là sự hiện diện của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, ông Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong chương trình, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng các dì các mẹ những bó hoa tươi thắm cùng lời thăm hỏi động viên ân cần, lời chúc các dì các mẹ nhiều sức khỏe để sống vui sống khỏe cùng con cháu, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và chứng kiến những sự đổi thay của quê hương đất nước. Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã trao tặng 15 phần quà cho các ủy viên Ban Chấp hành Cơ quan Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ trị giá 2 triệu đồng một phần, 254 phần quà cho các cán bộ nhân viên Cơ quan Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ trị giá 300.000 đồng một phần. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã báo cáo đến các đại biểu về những kết quả thành tựu quan trọng của Bà Rịa Vũng Tàu trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng đối với những cống hiến của phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, các mẹ các chị lại tiếp tục đóng góp công sức và kinh nghiệm quý báu xây dựng đất nước, quê hương miền Đông Nam Bộ và chăm lo cuộc sống gia đình, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Trong gần một nửa thế kỷ qua, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã tiến hành cuộc đấu tranh cực kỳ gian khổ nhưng vô cùng anh dũng, chống lại các thế lực xâm lược hùng mạnh, giành được độc lập tự do cho Tổ quốc. Để có được thắng lợi huy hoàng và trọn vẹn như ngày hôm nay, nhân dân cả nước đã nỗ lực cao độ và chịu nhiều gian khổ. Hàng chục triệu đồng bào và chiến sĩ đã dành trọn tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong đó có những cống hiến không nhỏ của phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ. Sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, các cô, các chị lại tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt lên muôn vàn khó khăn, cần cù lao động, học tập, sáng tạo, đóng góp nhiều công sức và kinh nghiệm quý báu cho xây dựng đất nước, quê hương miền Đông Nam Bộ và chăm lo cuộc sống gia đình, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Trong cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của tỉnh đảng bộ, phụ nữ Bà Rịa Long Khánh đã xây dựng tổ chức lực lượng, thành lập đội quân tóc dài, gồm những mẹ, những chị, những người nông dân bình dị đã che chở, nuôi dưỡng, tiếp tế lương thực cho bộ đội. Mỗi bà mẹ, mỗi chị là một cơ sở ở sát ngay bên địch, là chiến sĩ giao liên, trinh sát, hậu cần, gan dạ dũng cảm, với nhiều phương thức hoạt động, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Hôm nay, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức hào hùng về một thời chiến đấu dưới mưa bom, bão đạn vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi nữ cán bộ cách mạng khu Đông Nam Bộ xưa, cán bộ phụ nữ miền Đông ngày nay. Các chị, các mẹ là nguồn động lực để thế hệ hôm nay giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao lý tưởng cách mạng, tiếp tục góp sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Chương trình Quốc phòng tuần dân kỳ này xin tạm khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.